Mới đây, trên một trao chuyên bàn chuyện trường lớp, thành viên có tên N. Giờ, bờ đã đăng tải hình ảnh bài kiểm tra một tiết thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Và nguyên nhân khiến ai nấy phì cười khi xem bức ảnh này chính vì lời phê độc đáo của giáo viên bộ môn. Lời nhận xét hài hước, mặn mòi của cô giáo dạy sinh học. Theo đó, hình ảnh này chụp lại trọn vẹn lời phê mặn hơn muối của cô giáo dạy sinh học trong bài kiểm tra một tiết. Cuộc đời có nhiều lựa chọn, ngay cả đáp án trắc nghiệm A, B, C, giờ cũng chọn sai. Dù không thấy được điểm số của em học sinh này nhưng ai cũng đoán chắc chẳng cao đâu, thế nên cô mới trôn bằng lời nhận xét tưởng thì triết lý nhưng đã mùi cà kiệu này. Bản thân mà là em học sinh bị điểm kém, lại bị giáo viên phê một câu như trên thì quả thật là vừa muốn buồn vừa muốn cười. Ngay sau khi đăng tải được ít phút, hình ảnh đã thu hút gần 4.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Đa phần mọi người phì cười với sự hài hước của cô và có chút đồng cảm với học sinh. Trời ơi, cái mã đề kìa! Mã đề của cô ra là biết mặn mòi rồi. Em đen lắm. Buồn rớt nước mắt. Mã đề dễ thương vậy. Cô thật bá đạo. Thấy bạn học sinh kia cũng tội, mà thôi cũng kệ. Mặc dù điểm số không phải là tất cả, thế nhưng đó cũng được coi như một cách tổng kết lại quá trình miệt mài học tập. Chính vì thế, các em học sinh buồn bã, suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều dân mạng cho rằng bằng lời phê mặn mòi của mình, giáo viên cũng khiến học sinh vui ngoai tâm trạng phần nào. Thôi thì, hãy cố gắng và nỗ lực hơn ở những lần kiểm tra tiếp theo vậy.